Em ơi, em ra đi anh quay. Đi rồi, đang quay nè. Ngâm nước nhiều nhiều vô. Ừ, biết rồi. You can come to. Yeah, you can come right there. Yeah, yeah, stand there. Okay, cool. I'll get rid of these. Yeah, yeah, you see them. Welcome, welcome. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hi, mình lên tới đỉnh trên này rồi, đỉnh đá ở biển nha, cờ Mỹ đây. Đẹp quá. Mát quá, đẹp quá. Nước biển đã quá. Phóng sự nữa hả anh? Chị, hôm nay chị Hòa là chơi trò chơi rất là vui nè. Tụi em cảm ơn chị Hòa nè. Chị Vivian lần đầu tiên đi chơi cho đoàn, cảm thấy sao? Đây, cảm nghĩ Hi, my name is Vivian. It's my first time joy with them. I think it's so awesome. It's fun. I love it. Yeah, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị nha. Yeah. Hôm nay chơi rất là vui. Cũng có chị Loan, anh Thái nữa là vui lắm rồi. Tiếp tục năm tới nữa nha, em với anh chị nha. Dạ, cảm ơn với chị. Dạ. Đi về nữa, đi về năm tới, tiếp tục em với nha. Yeah, continue to invite me. Yeah. Hỏi nói, chị Phương với là đầu tiên của đoàn luôn. Yeah. Mình chào chị. Mong rằng là sẽ tiếp tục mỗi năm đều chúng ta cùng đi chúng nhau cho vui. Dạ, cảm ơn. Mình chào cả nhà hôm nay đi chơi cảm thấy sao, vui không? Hôm nay có chơi được cái gì rồi, nhiều trò chơi quá hả? Biển hôm nay rất là đông. Chơi game của chị Hòa thì chơi coi như là thả cảng, nước không biết là nước gì, nước biển, nước amonyak, kính thưa các loại. Dạ. Và đây tất cả mọi người trong cái đoàn mình ngồi, mọi người có thích đi Mỹ không? Đấy. Rất là sung sướng. Bạn chị. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà vậy. Mai. Cố gắng xong rồi sẽ chơi tiếp nào. Rồi nói đi. Bây giờ tất cả biết nói gì đây? Biết nói gì đây? Khi tâm hồn mình phơi phới. Đây, người đẹp này nghĩ sao? Rất là vui. Xin chào mấy kia. Vui quá, xá là vui luôn. Ôi vui quá, xá là vui. Mấy bạn người đi chơi vui không à? Ở biển này đúng là có nắng đúng không? Có gió không? Mà không có cái đó. Nguy hát câu anh Quy. Hát một câu anh Quy. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa. Trước mắt nó có cái biển nó là mình chi phối quá anh Thái ơi, trước mặt tôi kìa. Rất tuyệt vời, tuyệt vời. Mấy anh hôm nay đi biển sao mấy anh? Cho em ý kiến với anh. Anh Sơn á, chết rồi. Rồi trả lời rồi. Anh Sơn hôm nay có cảm nhận như thế nào? Như nó có hơi nắng nữa nha. Hơi nắng hả? Nắng rồi nó cực lắm. Nắng đúng rồi. Ở đây nhìn thấy anh chị em vui vẻ mà ngồi đây ngồi chờ, không biết ngồi gì chờ gì đây. Chờ cơm hả? Thì thấy anh em vui vẻ thì mình cũng cảm thấy là vui vẻ thôi. Giờ đang ở đảo nào đây? Đang vui mà hơi đói bụng xíu. Đang vui, hơi đói bụng, cơm tới rồi, từ từ nha. Thôi, chút xíu nữa, chúc anh em vui vẻ nha. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên đi với cái đoàn. Có cảm nhận nha. Đầu tiên đấy. Ủa vậy anh mới thiệt hả? Lần đầu tiên em, đây là năm đầu tiên mà cũng là lần đầu tiên em đến với ca đoàn. Em rất là vui được tham gia cùng với anh chị trong ca đoàn. Và hy vọng là mỗi năm ca đoàn mình là cũng có tổ chức những cái event như vậy để cho gắn kết tinh thần trong các ca đoàn viên với nhau được nhiều hơn. Cảm ơn anh nhiều nha. Yeah.
Có trực giác nha. Mở ra là họ đồ ăn ơi, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Nặng quá trời nặng rồi. Nặng quá trời nặng luôn. Nặng quá trời nặng rồi. Đỡ phụ. Ê, nặng quá, nặng quá. Coi chị Liên ơi. Bây giờ là mấy đứa bé xếp hàng nha, mấy chị xếp hàng rồi mình phát đồ ăn. Người ta. Ok, mọi người ở đi, liền đi, đói bụng quá rồi em ơi. Mọi người tự xử nha. Sao cái kia bằng để ý nè. Lấy một cái hộp này. Ăn mà chị ơi. Sao đâu. Đi biển ăn rau không à. Không đi biển. Tội nghiệp quá. Đi biển ăn rau. Ai cần thêm cơm, ai cần thêm cơm. Wow, ngon quá. Ngon quá. Hết sảy luôn. Ôi ơi, tội nghiệp quá. Còn hơn là cái lan nữa. Trời, anh Quy này chơi solo mình luôn. Ôi ơi, phải né chứ. Cần quá anh Thái, ăn ké rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho món ăn rất là ngon. Cơm rất là ngon. Quá ngon luôn à. Cơm với xà lách quá ngon luôn. Tạ ơn Chúa. Ba trở lại được rồi, giờ 1, 2, 3 mấy người ngồi đâu? Bố phải không bố? Đây. Đất gạch. Wow. Thấy cha làm đẹp quá. Để kỷ niệm cha. Wow, trái bự quá đâu bự luôn á. Wow. Trời ơi, anh gọi nè. Ủa. Hello. Chào mấy con. Khỏe không? Chạy tới. Ủa. Chạy tới nè. Không biết không ăn gà không? Mà heo con là phải mình nuôi như vậy thì mình quăng vào đây thì cái con nào nó lọt trong cái cầu cái vô cái sợi nó còn nhỏ này. Cha cho con quăng cho nó ăn cha. Nè, ôi trời nó trèo kìa. Cho con cho nó. Nè, ăn nè, nè. Nè. Ôi trời nó giành ghê quá. ăn được không? Biết rồi đang quay. Đang gù ăn được không cha?
ăn được nhưng mà không bao giờ làm. Ủa không cho nó ăn hả? À nó ăn được chứ, nó ăn được chứ. Anh nói là mình ăn nó ăn thức ăn. Anh nói thức ăn á. Nè, chào rùa, chào ông rùa, chào ông rùa. Rùa ơi. Ừ, cho. Không được. Được cắn tay bố này, tay bố này mà được cắn tay này. Nó khôn lắm. Cha có mình cho bao nhiêu con với kẻ cha? Dạ. Bao nhiêu con? À, bữa trước cả trăm con á mà người ta kêu làm thịt cho người ta hết rồi, anh chỉ có thể bụng. Dạ không có sao cha, thích lắm cha. Sao? Thích lắm luôn á. À dạ, vô đây mình bổ thịt cho họ, mình bán cho mình cho họ. Út. Cái con heo chạy trai á. Chú mùa ăn kìa. Ôi trời ơi, dành ăn kìa trời ơi. Ôi trời ơi, nó dành ăn kìa trời ơi. Giỏi. Chú gà giỏi quá. Ăn đi chú vịt. Ủa cha có vịt đây nhiều quá mà. Mà ta đặt hết hả cha? Bên kia là 20-30 con ngan, còn đây vịt là vịt mới lớn anh. Ồ, tại vì nghe nói nhiều anh chị muốn đặt mua vịt mà không còn nữa cha. Đúng rồi, vịt hết rồi. Hả? Mấy con này còn nhỏ lắm anh, mấy con này mới có nuôi mà. Ồ. Mấy con này mới nuôi. Dạ. Wow, quý một đàn luôn, hôm nay mới thấy nè cha. Hả? Dê đâu hết rồi cha? Dê thả ra ngoài kia. Ồ. Đẹp quá trời. Hả? Mấy gà dễ thương quá. Cái này có trứng không cha? Dạ không, vì gà mới lớn mà. Ồ. Gà mới lớn. Đây này, ba, ăn gà này, ăn gạo này. Đây, ăn gạo, đây nè. Wow. Mát quá trời, đây mát dễ sợ à. Anh đứng đó nha, anh đứng đó, anh đứng đó, anh đứng đó, anh đứng đó. Dạ. Ok, con đi. Ồ, cái đó đựng cơm hả cha? Đúng rồi. Mà cha đây có nuôi mấy con vịt nó đẻ xong rồi nó ra con không cha? Không ạ. Ủa mà mua sẵn nó có gì luôn á cha? Hello. Bạc. Ăn chưa? Tới giờ ăn chưa? Bạc. Bạc. Dê nè. Dê thằng đó. Quá trời dê à. Quay cha vô khuê cái đoàn. Thôi đừng. Chào anh chị, cho em ý kiến hôm nay cái món bún riêu này ăn như thế nào hả? Ngon lắm hả? Em ăn thêm tô nữa đây mà. Dạ có, bên kia còn dư kìa. Dạ em ơi. Ồ tô đến hai luôn rồi hả? Wow. Còn chị sao? Chị ăn ăn hổm hả? Nhiều quá. Wow.
Chị, cái này bún riêu này của ai nấu chị? Ai nấu bún? Chị Huyền, cảm ơn chị Huyền. Cảm ơn chị Huyền, bún riêu rất ngon. Ngon từ cọng bún cho đến cái nước, đến cái riêu, đậu hũ. Dạ. Nhìn cái tướng bà nấu bún cũng ngon nữa. Dạ. À, lần nữa cảm ơn chị Huyền. Dạ, em cảm ơn, rất là ngon. Ngon hả? Dạ. Ok. Sao anh Huy? Anh Huy ăn thấy ngon không? Đậu bún riêu được của chị Huyền là nấu quá ngon. Quá ngon hả? Nó vừa có tình mà có lòng nữa. Tặng cho riêng cho các đoàn vô nhiễm đó. Ai ăn cũng ngon, ai cũng khen hết. Okay. 10 điểm chẳng luôn nha anh thấy. Cảm ơn. Anh ăn thấy ngon không? Ăn rất là ngon. Rất là ngon. Ăn lẻ luôn á. Không dám ăn. Em không dám ăn nhiều. Dạ. Sao anh? Anh cảm nghiệm như thế nào? Ăn ngon quá mà trẻ chảy mồ hôi hết ra luôn. Ăn ngon quá chảy mồ hôi hả? Tắm lần thứ hai là có phải tắm lại. Chị Liên. Liên cho em biết rồi chị Liên. Như thế nào chị Liên, qua một cái trải nghiệm như ca đồng của mình như thế nào? Nói đi. Hồi nãy chị chơi là thấy được đủ rồi anh. Cảm ơn. Rất là vừa miệng. Rất là vừa miệng. Vâng, rất là ngon. Dạ. Sao? Rất là ngon mà sao ăn ngồi ở đây của mình vậy? Quá ngon. Quá ngon. Cảm ơn cô Huyền đã nấu cho tụi em một bữa rất là ngon. Giờ em ăn. Ngon hả? Rất là ngon. Isoke rất là good, rất là ngon. Rất là ngon hả? Thấy nhà hàng lắm đắt hàng không? Quá đắt luôn. Không có chỗ ngồi luôn. Đại hạ giá nó 100% xe hết. Cái lâu uống riêu này nó không ngon. Mà phải nói là quán nào trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Bởi vì có tiền thì đi ra ngoài kiếm tô bún riêu này cũng khó. Dạ. Rất là đặc biệt. Ok. Anh kêu đầu bếp thì. Dạ, cảm ơn anh Qua. Tất cả mấy anh chị đã ăn xong. Bây giờ mấy anh chị này hợp tay vô rửa chén giúp cho giáo sư, giúp cho ca đoàn thấy tội nghiệp. Chô. Nhìn gần. Giới thiệu cho bà con biết đi. Đây là Lê. Chế Lê nha. Chế Lê. Organic nha. Organic không mà không mới chôm về. Tại. Nó chôm trời ơi, nó đang tá chứ. Đây là những món ăn của cộng đoàn Tất Thửa Ăn Đây Phát Tà. Rất là ngon, mỹ. Cái đó để thử không nói. Mình không biết ăn sao. Có cho hai cái muỗng nhỏ để bỏ lấy chi đó. Hai cái lấy cái nước ăn. Để chi hai cái hộp chi. Cảm ơn anh. Cho anh xin cái gì. Mời nha. Xin mời nha. Buồn quá. Thank you.
đó. Kêu người có người ta chia đi, kêu người sẵn cái đưa. Cái thì không quay, hết lưng rồi ông mới quay là sao? Nãy quay mà thiếu món này thôi. Làm gì quắc gì vậy? Cảm ơn Thái. Ăn chưa? Ăn rồi. Mà xem mình rất là rất ngon, ngon lắm.
chào chào chào. Trung thu rồi. Dạ, em xin thưởng và ta tổng cung trang. Bánh trung thu vô 2 3 vô. Oh my god. Yo, lần nữa. Chúc mừng. Chúc. Mấy ngày nay hôm nay là tụi em rất là vui vì đội một của em, đội Yuse đã về nhất. Tất cả các game đều rất là vui. Tụi em hôm nay là 3 ngày chạy, mọi người đều hăng say, đều hết mình hết á, cho nên đội tụi em mà được về nhất là cũng cảm ơn tất cả mọi người đã rất là chung vui và nhiệt tâm trong tất cả các game, và cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các anh chị đã làm cho những cái game rất là hay, rất là vui. Yeah. Cảm ơn nhiều nha. Trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức của ca đoàn Vô Nhiễm đã cho tất cả các thành viên trong ca đoàn có được có được những ngày sinh hoạt rất là có ý nghĩa, vừa cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Cảm ơn tất cả các bạn ở trong đội 2 của mình, những bạn rất là trẻ trung, chơi rất là năng động. Và chúng ta cũng được hạng nhì đó nha các bạn. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị 3 ngày qua thì thứ 6, thứ 7, chủ nhật 3 đêm 3 ngày. Mình không biết mình chơi gì luôn, mình không nhớ luôn. Mình chỉ biết mình chơi cái này thôi, đúng rồi anh em. Đúng rồi anh em, vô. Thắng thua không là vấn đề. Quan trọng là các game anh Michael và chị Hòa đưa ra rất là vui, rất là có ý nghĩa và rất là hăng say và rất là chiến đấu đó, rất là so sánh và căng thẳng. Nhưng mà đội của mình là về hạng 4, về hạng 3 là mình vui rồi, mình không cần hạng nhất, hạng nhì, hạng ba gì hết, miễn sao họp mặt chung vui và quan trọng là mình được uống bia, mình nhậu, có sơ sót thì xin tha lỗi, nhưng mà 3 ngày rất là vui, đêm cuối rồi. Nước rằng có được đêm được thêm một đêm nữa ha. Dạ, cảm ơn anh. Trước khi mình say goodbye, cho mình vô đây đi. 1, 2, 3. Anh Rê, chúng em rất hân hạnh vì chúng em được về chót. Nhưng mà chúng em vẫn vui vì chúng em được quá nhiều phần thưởng. Cảm ơn các anh nha. Cảm ơn chị nhiều. Có lúc con vui cái tinh thần của con là cái tinh thần của con nó cao lên. Rồi có lúc giống như là chim, có lúc giống như là con thấy là con được ở gần Chúa đó. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cảm ơn con nhiều nha. Nói chung là từ trước đến giờ đó thì Thái, ca đoàn mình á, mình giống như là coi giống như là một cái gia đình, một cái gia đình mà rất là yêu thương, và trong sự sinh hoạt á đầm ấm hạnh phúc. Mà khi đi tới đâu á thì mỗi một trại hè hoặc là mỗi một cái ngày hội hoặc là cái ngày tiệc gì đó thì Huyền cũng vẫn sẵn sàng để giúp cho mọi người có những món ăn ngon, mà ngon phải từ cái bàn tay mình nấu ra, dù cho mọi người ngon không biết mệt đó. Thì cho nên là một cái cuộc trải nghiệm, nó có nhiều cuộc trải nghiệm lắm, bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần nào nó cũng có những cái tí tí nhỏ nhỏ nó, nhưng mà nó đều qua hết. Xong một cái tức là quay lại nhìn nhau nó lại cười, chứ không có gì cả, rất là vui.
và là coi như là chị em trong nhà mà nhiều khi bát đĩa trong sống nó còn có cái lúc nó xô, mà nhiều khi vợ chồng còn có lúc cãi lộn, đứa đầu giường này đứa cuối đầu giường kia. Thế nhưng mà tất cả đều là gia đình, đều là không có coi như là từ cái sự phục vụ cho tới tất cả những cuộc vui chơi đều trong tình yêu Thiên Chúa, tất cả đều là con cái của Chúa. Nhưng mà rất là cảm ơn coi như là chị ca trưởng và ban lãnh đạo của ca đoàn, mỗi một năm như vậy á là cho đi chơi để thưởng thức du ngoạn và nâng cao cái tinh thần của các ca viên, và yêu cầu rằng là năm nay 1 sao, sau 12 sao, sang năm tới là sẽ 5 sao, chứ không có bao giờ mà lùi đi cả. Ví dụ như là dù là có cấm ở ngoài trời cũng vẫn 5 sao nhé. Dạ. Thì coi như là chị món cháo khuya, nồi cháo khuya, cháo đêm. Đây là con vịt, con gà mới nhổ lông. Ủa mà bắt ở đâu mà hay gì? Ôi sao vừa quá ở chạy vòng vòng vòng. Hello. Ở cả miếng gà lên đi, mọi người cả miếng gà lên. Thấy chiếc tàu có phần nữa thôi, mà khi mà nước xuống á, thấy chiếc tàu rõ lắm. Đó. Đây buổi sáng sớm tinh mơ mình đi ra biển. Đó, biển cực kỳ đẹp. Hôm nay đẹp lắm luôn á. Đây có một cô bé xinh xinh cầm cây đàn dễ thương, cực kỳ dễ thương luôn. Có cô bé cầm cây đàn guitar xinh xinh đi ra bờ biển. Dạo phố có người từ lâu nhớ thương biển. Mặt trời bắt đầu lên cao ấm áp rồi. Em ơi, em ra đi anh quay. Đúng rồi, đang quay nè.
thật ra được nói này là để giúp cho nói về cái buổi mấy ngày camping của Vua Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm. Rất là vui anh chị em trong ca viên rồi gia đình thân nhân đều muốn đi tới đây. Chỗ này là lần đầu tiên ca đoàn tới. Xung quanh đây núi đồi thôi nhưng mà rất là lãng mạn. Rồi có những người anh chị em giúp nhau nấu ăn. Rồi rồi có những buổi vui vui hát, rồi có những buổi trầu rất là linh thiêng. Và các cha các thầy ở đây rất là tốt. Rồi có những các cha còn nuôi những gà vịt dê thì thứ lắm. Cho nên tới đây rất là tiện, là vì muốn ăn gà có gà, muốn ăn vịt là sẽ mua vịt ăn, rất là đủ thứ hết. Cho nên rất là cũng cảm ơn anh mà rồi rất là thân thiện anh em, rất là như một nhà vậy đó, rất là vui ăn uống chia sẻ nhau, nâng đỡ nhau, giúp nhau dọn dẹp người kia. Rồi hôm nay tối nay là tối thứ nhật, là tối cuối cùng, ngày mai tất cả sẽ rời nhà dòng của Sito Đan Viện Thiên Phước để về nhà và trở lại cuộc sống cũ. Nếu là có thể là rất là luyến tiếc, sẽ hẹn một năm sau có dịp được tới đây nữa. Tôi rất là cảm ơn tất cả quý anh chị nhé. Dạ, em xin đại diện cho tất cả các anh chị và cảm ơn chị rất là nhiều nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi. Xin chào chị nha. Vâng, cảm ơn. Chúc lành cho anh Thái nè. Được cảm sức mừng. Khỏe. Và chúc lành tất cả, xin Chúa giữ gìn sức khỏe cho tất cả anh chị em để cùng nhau phục vụ trong tinh thần yêu thương đoàn kết với nhau. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Xin Chúa giữ lành cho chị em. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Bye bye.